Chào mừng quý vị đến với chương trình phóng sự của đài VOA. Các nhà lập pháp mới của Hoa Kỳ nhậm chức lần đầu tiên trong tuần này được xem là đa dạng nhất so với bất cứ thời điểm nào trong lịch sử Hoa Kỳ. Những rào cản về sắc tộc, giới tính và tôn giáo đã bị phá vỡ. Thực vậy, trong số 200 dân biểu dân chủ, con số phụ nữ và những người thuộc các sắc tộc thiểu số khác nhau sẽ vượt qua con số thuộc nam giới da trắng. Các nhà lập pháp trong video sau đây sẽ cho chúng ta cái nhìn trung thực hơn về những người sinh sống tại Hoa Kỳ. Điện Capitol làm nản chí bất cứ nhà lập pháp nào vào quốc hội năm đầu tiên. Tuy nhiên, thử tưởng tượng di chuyển trong tòa nhà rộng lớn này bằng xe lăn. I think I'm going to go on the other side, yeah. Dân biểu Tammy Duckworth mất hết hai chân khi một quả lựu đạn rơi vào máy bay trực thăng Black Hawk của bà tại Iraq. Hi. We're newbies. Bà là dân biểu đầu tiên của Mỹ, sinh tại Thái Lan. Thực vậy, những nhà lập pháp sắp tới giống như dân số Mỹ chưa từng có trước đây, tạo nên một quốc hội nhiều màu sắc người Mỹ từng chứng kiến. Tôi nghĩ đây là một điều thật tuyệt vời, một nắp phản ánh đất nước của chúng ta, một đất nước đa dạng hơn. Đây là sức mạnh của quốc gia này, chúng ta đến từ nhiều tầng lớp xã hội khác nhau. Giống như dân biểu Tulsi Gabbard, bà đại diện cho bang Hawaii và là phụ nữ theo đạo Hindu đầu tiên trong quốc hội, và Sean Maloney, một dân biểu đồng tính luyến ái. Tôi sẽ mang vào tiến trình những tiếng nói bị bỏ quên, và tôi nghĩ đây là một điều tốt. Trong khi những người đàn ông da trắng thành lập nước Mỹ, người đàn ông da trắng chính cống hiện là thiểu số trong đảng Dân Chủ tại quốc hội, đây là những thời điểm thay đổi, ông John Samples, thư viện Cato, nói. Đó là cách thức hệ thống hoạt động. Đất nước thay đổi, tình hình dân số thay đổi, nên chính trị cũng thay đổi. Đảng Cộng Hòa không có sự thay đổi như thế trong số các dân biểu. 36 dân biểu mới toàn là người da trắng. Chỉ có 3 người là phụ nữ. Dân biểu Cộng Hòa Roger Williams vừa mới được bầu, nói điều quan trọng là mục tiêu. Không ai trong chúng ta đến đây cùng trên một con tàu, nhưng hiện nay chúng ta đang trên cùng một con tàu. Tuy nhiên, con tàu chung này chở những nhà lập pháp với những ưu tiên khác biệt nhau, phát khởi từ những thay đổi tại đơn vị bầu cử của họ. Một số nhà phân tích tiên đoán nhiều đạo luật được thông qua, những đạo luật toàn diện hơn, những đạo luật sẽ phản ánh những khuôn mặt mới của nước Mỹ.